Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thế Web. Trong video này, Thế hướng dẫn các bạn cách tạo API trên Google Maps. Các bạn thì trên màn hình các bạn thấy, khi mà chúng ta không có API thì nó sẽ xuất hiện ra những cái lỗi như thế này. À, nó sẽ xuất hiện ra không có xuất hiện cái bản đồ Google Maps và những cái form tìm kiếm của chúng ta nó sẽ hiển thị ra cái dấu chấm 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 như thế này. Rồi, khi mà chúng ta API kết nối thành công hơn các bạn hơn thì cái form này nó sẽ mở ra cho chúng ta. Đó, cái ô tìm kiếm của Google Maps nó sẽ cho chúng ta hoạt động. Ví dụ mình gõ vào chữ Hà Nội. Đấy thì tất cả những API chúng ta kết nối nó sẽ hoạt động và cái bản đồ Google Maps nó sẽ hiển thị lên như thế này. Rồi và không có còn tình trạng lỗi như thế này nữa. Làm sao để chúng ta tạo API Maps trên Google? Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn và chúng ta sẽ làm theo và các bạn sẽ kích hoạt được API trên Google Maps ha các bạn ha. Rồi đầu tiên để làm được cái việc này thì các bạn giúp mình lên Google ha. Các bạn mở một cái trình duyệt trên Google, các bạn gọi giúp mình một keyword là API Google Maps. API Google Maps chúng ta vào cái phần là map platform chúng ta sẽ di chuyển vào cái đường dẫn này ok sau đó các bạn bấm vào chữ là get started ha rồi đến cái bước này thì nó lót hơi lâu một tí các bạn đợi cho nó lót tất cả những project của chúng ta lên nếu mà các bạn chưa có project nào thì chúng ta nhìn lên phía trên này nó sẽ xuất hiện ra cái chữ là select a project ha rồi chúng ta nhìn bên phía này nó sẽ có cái chữ là new project chúng ta sẽ tạo một cái mới Ok, ở đây chúng ta sẽ đặt cái project name. Trong cái phần này là chúng ta đặt cái phần là project name, tức là chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên. Để đơn giản ha, thì chúng ta nên lấy cái tên của cái domain đây. Mình đang làm website cho khách hàng của mình có cái tên domain là như thế này thì mình sẽ đặt đúng cái tên đó luôn, bỏ cái đuôi .com đi ha các bạn. Chúng ta đặt. Rồi sau đó chúng ta bấm create để bước qua cái bước này. Ok. Ở đây nó đang tạo API cho chúng ta Các bạn cứ để yên cho nó tạo ha Rồi các bạn thấy đến đây nó sẽ xuất hiện ra cái biểu tượng là API Thì chúng ta sẽ không sử dụng được cái API này Các bạn cứ bấm vào Go to Platform Ok, đợi cho qua cái bước này Ok, như vậy là đã xong Nó sẽ báo ra cái lỗi này ha Chúng ta kệ nó, cứ bấm tắt đi Rồi, bấm vào Maybe Later Rồi, ok Trong cái ô tìm kiếm phía trên này nè các bạn Các bạn gọi giúp mình một cái từ khóa là Map có chữ S thôi các bạn ha, chúng ta gõ như thế này. Rồi các bạn kéo xuống phần phía dưới nè, trong cái phần là marketplace á nó sẽ xuất hiện ra là Google Maps Booking API, chúng ta mở ra. Rồi, Booking API Dev nè. Rồi, tất cả những phần này các bạn gỡ hết cho mình. Channel, Bicker, Street view. Rồi, ok, những cái phần đó nó có chữ API ở đầu này nè. Thì các bạn mở lên hết 1 2 3 4 5 6 7 cái. Bây giờ trong cái phần này nếu mà chúng ta chưa bật lên thì chúng ta bấm vào chữ Enable Rồi, chưa bật thì bấm vào Enable Các bạn bật hết tất cả những cái phần này lên với mình Rồi, rất là đơn giản ha, bật lên Bật lên Và bật lên Ok, cái phần này bật rồi thì thôi Bật rồi thì nó sẽ xuất hiện cái chữ Manager như thế này Bây giờ sau khi chúng ta đã bật hết tất cả API của Google Maps lên rồi Các bạn quay trở lại cái phần này Sau khi mà chúng ta đã bật hết tất cả API Chúng ta quay lại cái chữ là Redentio nè các bạn sẽ kích vào đây ok thì khi mà chúng ta tạo nó sẽ sinh ra những cái API như thế này nè các bạn à, chúng ta tạo ra đây là hai cái thì không cần thiết thì chúng ta xóa đi bước một cái đi ha xóa đi rồi chúng ta xóa bỏ đi hết một cái để lại một cái thôi rồi chúng ta bấm delete khi nãy mình tạo có thể là mình nhấn nhanh quá nó tạo hai cái ha mình chỉ cần giữ lại một cái thôi nha các bạn nha rồi ok các bạn đợi một tí nha rồi Đến đây cái phần API của chúng ta các bạn thấy là nó đang báo dấu chấm than như thế này Tức là chúng ta chưa có sử dụng được Các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm ở đây Nếu mà trường hợp chúng ta chưa có cái map API ở đây Thì các bạn nhìn lên phía trên này nó cũng có cái nút tạo các bạn tạo ra ha Rồi bấm vào đây chúng ta bấm vào Edit API Ok các bạn đợi cho nó lót lên ha các bạn Các bạn kéo xuống phía dưới này nè Phần này là cái phần cần phải làm cẩn thận nhất Tại vì khi mà chúng ta setup up đúng thì API nó mới hoạt động nha các bạn nha bây giờ chúng ta sẽ chọn vào http các bạn kéo xuống phần là add an item các bạn click vào đây bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái domain của chúng ta vào nhưng mà cái domain này chúng ta phải thêm dấu thăng và dấu chấm à cái domain ở khu vực referral này chúng ta sẽ thêm cái tên miền của chúng ta vào đây các bạn sẽ copy cái tên miền website của các bạn nè đó bây giờ mình sẽ mở notepad lên cho các bạn xem các bạn so sánh chúng ta sẽ dán cái tên miền của chúng ta vào đây ở đây nó gợi ý cho chúng ta nè các bạn Dấu sao rồi tới dấu chấm Ok, chúng ta cũng làm tương tự nè Dấu sao Rồi tới dấu chấm nè Rồi tên miền của chúng ta Rồi siệt một cái nè các bạn Rồi dấu sao Các bạn thao tác đúng chính xác 100% như thế này Tên miền của chúng ta bắt đầu bằng cái dấu sao và dấu chấm Kết thúc bằng dấu siệt và dấu sao Ở đây nó có gợi ý nè các bạn Khi chúng ta kích nhẹ vào Các bạn hiểu không? Bây giờ các bạn chỉ cần việc copy cái thằng này bỏ vào đây rồi chúng ta bấm vào đông bước đó là bước thứ nhất chúng ta sẽ thêm một cái nữa ha các bạn ha ở đây là cái phần thứ nhất cái phần thứ hai các bạn giúp mình copy chúng ta để xuống dưới đấy rồi ở đây các bạn sẽ thêm cái chữ là https hai chấm xịt xịt à, chúng ta bỏ cái phần là sao và dấu chấm đi chúng ta thay thế bằng https hai chấm xịt ha rồi các bạn copy cái phần này Ok, vào đây chúng ta sẽ thêm một cái referral nữa, chúng ta sẽ bấm vào cái chữ đơn ở đây. Ok, sau khi chúng ta thêm hai cái mục này rồi, chọn https rồi ha, chúng ta sẽ chọn vào chữ Save ở đây. Rồi, các bạn đợi cho nó lưu lại ha. Sau khi mà lưu lại thì nó sẽ lót lên và các bạn thấy cái map API của chúng ta nó có chết màu xanh như thế này, tức là nó đã hợp lệ rồi. Bây giờ làm sao để lấy được API của nó thì rất là dễ ha, chúng ta chỉ cần kích vào đây nó sẽ có cái chữ là API map nè các bạn bấm vào copy clipboard bây giờ chúng ta sẽ lấy cái map API đó qua web của chúng ta chúng ta dán vào cái chỗ nào cần API là xong thôi các bạn ha bây giờ mình sẽ vào cái phần WordPress của mình rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần website WordPress của mình mình sẽ login vào thôi các bạn rồi sau khi mà chúng ta login vào cái phần quản trị admin các bạn di chuyển tới cái nơi nhúng API vào ở đây mình đang code vào trong cái phần function của uh, file theme ha các bạn ha, mình sẽ tìm tới cái phần function như thế này, rồi ở đây nó sẽ có một cái chỗ ABI, ABI, rồi mình sẽ copy mình bỏ vào, rồi ok cái chỗ này nó sẽ có cái chỗ dán ABI này các bạn, à, chúng ta sẽ bôi chọn cái phần ABI cũ này, chúng ta xóa nó đi, sau đó chúng ta cần V về thì cái phần ABI mới nó sẽ sẽ thay thế thành cái chỗ này chúng ta bấm vào cái nút lưu kéo xuống phần phía dưới bấm vào cập nhật tập tin tiếp theo sau khi đó mình sẽ còn một cái nơi nữa để mình cập nhật API các bạn code ở đâu thì chúng ta vào chúng ta thay thế hoặc là chúng ta có cái nơi nào chúng ta thay thế thì chúng ta cứ gắn vào ha rồi ok mình sẽ gắn vào đây rồi sau khi mà mình xong hai cái nơi đó rồi mình bấm cập nhật tập tin lại nha rồi sau khi lưu thành công rồi bây giờ quay ra xem thử nó đã hoạt động chưa bây giờ mình sẽ lót lại này các bạn bấm vào reload nè à rồi sau khi chúng ta reload lại thì map của chúng ta nó đã xuất hiện ra Roll như thế này rất là ok ha các bạn. Mình sẽ nhập thử nè, ví dụ như là quận 3. À quận 3 xuất hiện rồi. Rồi, mình sẽ về quận 12. Đấy, quận 12 rồi ok. À nó sẽ đo được các bạn thấy chưa? Đó, mình vừa nhập vị trí đi và vị trí đến thì API nó lập tức nó đếm được cái phần km khoảng cách giữa hai thằng này xuất hiện ra và nó báo cho mình diện nó báo cho mình là và ngay lập tức nó báo cho mình là cái giá tiền và cái số km hả các bạn ha đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra API Ok trong video này thế đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cách tạo ra một cái API Google Maps cực kỳ đơn giản ha rồi xin chúc các bạn tạo thành công nếu mà trong quá trình làm nó có cái hỏi visa của chúng ta thì các bạn cứ add một cái thẻ visa vào để cho nó đi qua cái bước đó ha rồi cái phần đó nó không có tốn tiền của các bạn đâu nó không có tốn phí gì hết nó hoàn toàn miễn phí các bạn phải add vào Ok, xin chúc các bạn tạo map API thành công trong quá trình làm. Nếu có vấn đề gì rắc rối hoặc là thắc mắc cứ inbox với lại phần comment, mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ đừng quên đăng ký kênh của mình để cập nhật những cái tin tức mới nhất, những cái video hay nhất về thủ thuật WordPress, về SEO, về những cái thủ thuật về tin học các bạn ha. Ok, xin chào gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.